đang chơi trên phố, em cứ tự tin đáng yêu. Khi tôi mang theo tiếng hát, dù không thể ai sánh bằng. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin ở trên này. Thì có ai đó không thích tôi, vẫn nhìn tôi đây thôi. Thì có ai đó lên tiếng chờ, tôi cần chỉ lắng nghe. Thì có ai đó không thích tôi, tôi nào đâu nghĩ gì. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin ở trên này. Giờ còn chụp ảnh Hàn Quốc. Nhìn thấy gì đây không? Cần gì phải có chuyên gia cho nó tốn tiền ra. Anh, chính anh sẽ là người thực hiện bộ ảnh này cho bọn em. Ha ha ha. Anh chả hiểu gì cả. Anh mà chụp thì còn nói gì nữa. Cái mấy bé tí tí đấy kia thì chụp cái gì, quay cái gì. Đúng là cái cuộc đời này, ngày hôm nay các cô đến đây chỉ làm sao tập nhảy, hát hò cho nó nhuần nhuyễn. Sau này chúng ta sẽ có một ngày đến Đà Lạt để quay clip nhá. Ôi, cái cuộc đời này. Cái cuộc đời này thì làm sao? Chưa có một hợp đồng nào có giá trị cả mà cứ đòi hỏi, cứ tưởng bở. Thôi 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 thôi, không thích chụp hình thì thôi, không thích tập luyện thì đi chơi đi. Đi vòng quanh đây mà chơi đi, chỗ nào hay hay ra chơi đi. Anh đi ngủ một tí đây, có gì xong chơi xong rồi về đây luyện hát thì gọi anh nhá. Đây, cho tiền đi ăn kem. Ngủ phát đã. Này, đưa máy ảnh của anh đây. Bọn mình đi ra ngoài kia chụp mấy kiểu để trưng lên vlog. Đi thôi. Các cậu thấy là ai quen không? Tôi thích quá, ơn gì tới được như thế. Cậu đừng dễ à? Cậu nhìn đồng Mỹ kìa, nó hơi một cây mút này. Rồi, chẳng hiểu kiếm đâu được cái ông nhiếp ảnh ra củ chuối thế nhở? Lại còn mắt kéo váy nữa chứ. Chết, mình quên anh Đô Đô. Lão nhiếp ảnh gia này định cho mình leo cây hay sao ấy? Cậy là nghệ sĩ toàn muộn. Chào anh. Xin lỗi, anh bận bù đầu bù óc, mãi anh mới dứt đến đây được. Không sao không sao, mời anh ngồi. Tình hình là hôm trước em đã nói với anh một lần rồi. Một cái công việc quan trọng như thế này, chỉ có những người là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như anh mới có thể giải quyết được. Không sao, nếu liên quan đến ảnh, anh luôn sẵn sàng. Nhưng mà anh phải giữ bí mật cho em đấy nhá, vì em muốn gây bất ngờ, lộ ra là hỏng hết cả chuyện đấy. Ok, chuyện này quá đơn giản. Đúng rồi, đúng rồi. Thank you.
tớ bận rồi, chắc không ra chuồng chim được đâu. Hay là mình chuyển địa điểm khác đi, chỗ nào vắng vắng một chút, chỗ này đông sợ không tập được. Hồng Mỹ, Hồng Mỹ chắc tớ xem. Tớ xem. Chẳng qua là mấy cái kiểu khúc củi lăn lê bò tỏi bãi cỏ hôm trước mà. Có thế mà cũng phải nhắn nhít cả lên. Nhìn hội con trai lớp mình cứ nhặng nhịt hết cả lên. Rõ là hâm hít. Dù sao cũng còn hơn bọn mình. Còn có bộ ảnh mới thì khoe. Bọn mình thì bỏ mất cả ngày. Chẳng làm nên trò trống gì cả. Hơn cái gì? Uốn éo như thế thì ai mà chả làm được. Tớ mà dựng style cho cậu á, hơn gấp vạn lần ấy. Nhưng mà cũng phải gọi là đẹp đi thì mọi người mới nhau nhau lên thế chứ. Đẹp nào? Đẹp không? Cái chính là khả năng diễn xuất của tớ. Chứ như ảnh gia chọn góc máy sao cho đẹp cũng chỉ là một phần. Tớ đang định tìm thêm người hợp tác để cho ra lò một bộ ảnh còn choáng với bộ ảnh này nhiều. Không phải ảnh của mình, thấy mọi người xem xong suýt xoa thấy mát cả mặt. Đúng thế, đúng là vừa đét của lớp mình có khác nhỉ. Bộ ảnh mới của Hồng Mỹ đấy, không xem thì phí cả đời. Đúng đấy, không xem thì phí cả đời. Mấy cái ảnh đấy á? Xem rồi, thường thôi. Vô duyên.